Xin chào các bác nhá. Tôi hôm nay giới thiệu các bác hai mẫu san hô mới. Một là san hô vàng 8 ni, hai là san hô xanh 10 ni. Đây tôi sẽ cho bác xem cái san hô vàng, san hô vua này trước nhá. San hô vàng này. 8 ni thì nó hơi bé và nó cũng không được đẹp như cái hạt to hơn. Ví dụ các bác thích 10 ni hoặc 12, 14, 16, nói chung là càng to nó càng đẹp. Làm bé quá nhìn nó không đẹp lắm. 8 ni 21 hạt này. Thằng san hô vàng bây giờ nó hiếm lắm rồi. Ngoài biển bây giờ nó còn rất là ít. Hàng này là hàng Côn Đảo, Nha Trang, Khánh Hòa hoặc là hàng Phú Quốc. Những cái nơi côn nơi đảo xa đấy thì mình mới có san hô thôi. Đó thì hàng chuẩn nhá. Chuẩn tự nhiên luôn. Đây các bác nhìn. Nó cũng có vân này. San hô này. Nó nặng nhá và chìm nước luôn. Cái hàng san hô này thì không nói làm gì chìm nước được. Tất cả loại san hô đều chìm hết. San hô nào không chìm là giả. Và hàng đấy là hàng nhựa nó làm. Giả san hô. Tất cả san hô đều chìm nhá. Các bác mua về các bác vứt vào nước chìm hết, nặng lắm. Đây là san hô xanh. San hô xanh các bác nhìn rất là đẹp đúng không? San hô xanh này nó không mọc thành cây mà nó thành bụi. Bụi nó già, nó cao tầm khoảng 20, 25, 30cm thôi. Nó không cao như san hô đen và san hô đỏ mà nó thành bụi. Bụi của nó thì to nhất của nó là đường kính khoảng 50-60cm, có đường kính đến 1m, hình tròn, đấy là to. Còn thường người ta khai thác được sẽ là tầm 30-20cm đường kính. Còn cao của nó là 10-15, 10-20, 25, đấy là tùy theo cái độ to và độ nhiều của san hô, một bụi san hô. Đây, thằng san hô xanh đây. Các bác có thể nhìn này. Vân của nó rất là tự nhiên và đẹp. San hô xanh này cũng phù hợp với những người mệnh thủy, mệnh mộc. Vì nó màu xanh nhỉ, màu tượng trưng cho nước. Thì mộc cần nước, thủy cũng đeo được, mệnh thủy cũng đeo được. San hô xanh này rất là đẹp. Hôm nay tôi nói hơi nhiều nên tiếng nó hơi bị khan đi. Mong các bác là rất là thông cảm nhé. Thằng san hô xanh này đây là size 10 ni thôi. San hô xanh này nó không hiếm này. Các bác nào đặt hàng thì tôi sẽ làm thêm. Vì phôi của nó mua vào đắt lắm. Nên là tôi chưa dám mua nhiều. Tôi mới làm chuyển sang thằng san hô xanh này thôi. Làm thử nghiệm thôi. Các bác nào thích đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại. Để tôi có thể tư vấn cho các bác. Cũng như là báo giá hợp lý. Để các bác có thể đặt hàng thì tôi sẽ làm, tôi sẽ nhập thêm phôi về để tôi làm. Làm 12, 14, 16, nói chung là những cái hạt to thì nó đắt hơn. Vì hàng nó cần phải phôi to thì nó sẽ đắt hơn, còn hạt bé thì nó sẽ rẻ hơn. 10 ni 18 hạt đây này, các bác nhìn vân của nó rất là đẹp chưa? Long lanh chưa? Nó như là những cái hạt mình tưởng tượng như những cái hành tinh ấy. Như những cái hành tinh mà nó nhiều vân, nhiều rất là đẹp nhá. Đó, san hô xanh ấy. Rồi xin chào các bác nhá. Nhớ các bác đặt hàng san hô vàng hay san hô xanh thì các bác có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại. San hô vàng người ta gọi là san hô vua, tiến vua. Ngày xưa chỉ có tiến vua, vua mới được dùng thôi. Vì màu vàng mà. Màu vàng là màu của vua, vua chúa ngày xưa. Người ta mới được dùng. Còn san hô này duy nhất một thằng san hô vàng là có màu vàng đen thôi. Còn không có một thằng san hô nào có màu vàng đâu. Nhá, hàng tự nhiên đấy. Thì san hô này nó rất là hiếm và đắt. Vì nó được khai thác nhiều, nó có giá trị cao. Màu vàng này thì hợp với người mệnh thổ này, người mệnh kim này. Nó rất đẹp. Rồi xin chào các bác nhá. Nhớ đăng ký kênh của tôi để cập nhật những video mới nhất. Rồi chào các bác.